Xin chào tất cả các em. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 36 sách giáo khoa trang 61 cho hai hàm bằng nhất y bằng mở ngoặc k cộng 1 đóng ngoặc nhân x cộng 3 và y bằng mở ngoặc 3 trừ 2k đóng ngoặc nhân x cộng 1. A. Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau. B. Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau. C. Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao? Vậy, với đường thẳng y bằng ax cộng b và đường thẳng y bằng a'x cộng b', chúng ta đã học là gì ạ? Hai đường thẳng này song song với nhau khi a bằng a', b khác b'. Hai đường thẳng này cắt nhau khi a khác a'. Và hai đường thẳng này trùng nhau khi a bằng a' và b bằng b'. Vậy, sử dụng lý thuyết đó, chúng ta có lời giải chi tiết của bài tập 36 như sau. Khi cho hai hàm số này thì chúng ta có là hàm số y bằng k cộng 1 đóng ngoặc nhân x cộng 3 thì có a bằng k cộng 1, b bằng 3. Còn hàm số y bằng 3 trừ 2k đóng ngoặc nhân x cộng 1 thì có a' bằng 3 trừ 2k, b' thì bằng 1. Vậy ý A, hai đường thẳng y bằng k cộng 1 nhân x cộng 3 và y bằng mở ngoặc 3 trừ 2k đóng ngoặc nhân x cộng 1 song song với nhau khi, thứ nhất, ở đây nó là hàm bậc nhất rồi đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta có là k cộng 1 khác 0 này, 3 trừ 2k khác 0, a bằng a', tức là k cộng 1 bằng 3 trừ 2k. Thế còn điều kiện b khác b', các bạn thấy hiển nhiên ở đây là 3 khác 1 rồi, nên cô không viết vào. Vậy nó sẽ tương đương với k bằng trừ 1. Vậy nó sẽ tương đương với k khác trừ 1. Ở đây là gì ạ? K thì khác 3 phần 2. Ở đây 2k sẽ khác 3, tức là k sẽ khác 3 phần 2. Còn ở dưới, chúng ta thực hiện chuyển vế sang, chúng ta sẽ thu được là 3k sẽ bằng 2. Vậy tương đương với là k khác trừ 1, k khác 3 phần 2 và k của chúng ta bằng 2 phần 3. Vậy suy ra k bằng 2 phần 3, thỏa mãn cả hai điều kiện này. Thỏa mãn. Vậy thì chúng ta có được với k bằng 2 phần 3 thì hai cái đường thẳng này song song với nhau. Bây giờ đến ý B. Hai đường thẳng y bằng k cộng 1 đóng mở ngoặc nhân x cộng 3 và y bằng mở ngoặc 3 trừ 2k đóng ngoặc nhân x cộng 1 cắt nhau khi nào ạ? Khi thứ nhất, hàm bậc nhất nên k cộng 1 khác 0, 3 trừ 2k khác 0 và hai đường thẳng cắt nhau, tức là a phải khác a'. Vậy đây là k cộng 1 sẽ khác 3 trừ 2k. Điều này tương đương với k khác trừ 1, k khác 3 phần 2. Và dưới chúng ta chuyển vế sang thì ở câu a, khi mà 2a a bằng a' thì ta có k bằng 2 phần 3. Vậy ở đây tức là k sẽ khác 2 phần 3. Vậy ba điều kiện này sẽ giúp cho hai đường thẳng đã cho cắt nhau. Bây giờ đến ý C. Người ta hỏi là hai đường thẳng đã cho có song song với nhau. Ở ý C người ta hỏi là hai đường thẳng trên có trùng nhau không? Thì chúng ta trả lời là hai đường thẳng trên không trùng nhau. Vì các bạn thấy tung độ gốc, vì
chúng có tung độ gốc. Khác nhau. Ở đây tung độ gốc của hàm số thứ nhất, của đường thẳng thứ nhất thì các bạn thấy b bằng 3 đúng không ạ? Tung độ gốc của đường thẳng thứ hai các bạn thấy b phẩy thì bằng 1. Vậy tung độ gốc khác nhau bởi vì 3 khác 1 nên nó không thể trùng nhau được. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập 36 sách giáo khoa trang 61.